Chào mừng nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Sáng hôm nay đầu tuần anh em ơi, lên những cái hàng mới của Waffle nha. Đây là những dòng máy của Waffle, bên cửa hàng mình vừa về hôm bữa thứ bảy. Thì hôm nay có gần là 2, 4, 6, 7 cái mã máy mới nè. Trong đó có một máy trà nhám, hai con máy hàn 130A và 160A. Cái mẫu Waffle, mẫu đẹp dữ lắm mấy anh. Con máy khoan đục, ba chức năng. Đây con này, này bụng đứng nè, bụng đứng nè. Rồi hai cái dòng máy bơm chìm nha, giá cũng rất là hữu nghị mấy anh em ơi, bình dân lắm. Mấy ông có phao được cái anh em mà xài gia đình này nọ là ngon tuyệt vời mặt trời luôn nha, không cần phải mua mắc quá những dòng mắc quá. Đây là cái dòng máy trà nhám băng giá 964.920W đó, 964 nè mấy anh. Ok ha. Thông số dây bèo, thông số dây bèo đây này, thông số dây bèo là 533 nhân cho 76 nha. Ok, dòng điện 220 tốc độ quay là 150 đến 1 đến 270. Rồi, giá chỉ có 964.000 thôi. Những anh em nào xài gia đình mà cần trà nhám gỗ nọ đó thì có thể mình trang bị cái dòng này. Hay trà nhám băng hoặc là mài nọ đó anh em thì được hết luôn ha. 964.000. Đây. Rất là đẹp ha. Đấy. Đây nè, nhám nè ha. Ở đây có núm chỉnh nè, chỉnh này là chỉnh nhám chạy ra cho vô nha. Đó, dù anh em chạy chỉnh cho nhám chạy ra cho vô nè. Rồi đơn giản vậy thôi mấy anh em ơi. Nhá. À có chỉnh tốc nằm ở đây nha. Đó, từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 nè mấy anh. Rồi, mẫu mã đây. À trên đây nó có một cái túi. Cái túi hút ồ cái này nó không có túi chứa bụi nha mấy anh. Nó như vậy thôi. À, cái lầu này thì nó không có gồm cái túi chứa bụi nằm ở đây. À, anh em có thể là tự mình chế hay sao đó nha, chứ nó không có túi chứa bụi. Rồi không có ha, nó chỉ có máy vậy thôi. Nè, anh em nghe tiếng máy nè. Đây. Mình có thể mình khóa được chưa? Khóa cái chốt luôn nè. Đó, anh em để rồi được luôn. Nha, chỉnh ra chỉnh vô nè mấy anh. Anh em siết vô là nhám chạy vô, anh em xả ra là nhám chạy ra. Em mà siết từ từ thôi nha, mình chỉnh vô từ từ thôi nè. Đó, anh em thấy bít rồi nè. Đó, siết vô nè, chạy vô. Đó, vô nè chưa. Rồi, xả ra nè. Đó, anh em chơi từ nó bằng rồi nè. Cái này thì mình có thể mình để về để mình mài mài dao, mài kéo. Anh em muốn mài gì nè, mới mài á. Nhám này yên tâm nha, có hàng để thay thế. Có số luôn. Đó. Thì ở đây là núm chỉnh cho ra chỉ vô vậy thôi, còn ở đây là chỉnh tốc, mình để vị trí số 1 đó mấy anh. Còn nhanh hơn nè, nhanh hơn nè mấy anh, tăng lên nè. Đó, số 6 giảm nó là nè. Rồi thay nhám cũng đơn giản, anh em gạt gần lên, kéo gần lên là cái này thụt về, rút nhám ra ta ráp vô thôi nha. Thay nhám đơn giản lắm nha. Cái cụm đây nó có bánh xe hết rồi, anh em chỉ cần kéo lên nè là cái này nó thụt ngược về và nó rút cái nhám ra thôi. Rồi ok, 946.000 mấy anh em ơi, 946.000 thôi cho cái 64 nha, 964.000 nha. Anh em nào mình có thể mình trà nhám mà dao mà kéo ta để luôn ha, nó bằng phẳng luôn rồi mấy anh, ngon lành ha, thành một cái máy trà nhám băng luôn. Ok, thành một cái máy mài luôn nha, mài luôn cái này rồi thiếu cử thôi, chế thêm cử mài dao ở đây nữa ha. Đó, là ngon lành luôn mấy anh em. Rồi ok nha. Đó. Thì hàng này mới vừa về. Nhám thì phổ thông nha, nhám này bên cửa hàng có, anh em yên tâm. Nhám này hồi xưa mình bán mấy dòng máy trà nhám kia về nhiều lắm anh. Có cái này nó không có hút bụi nha. Anh em lưu ý giùm, không có hút bụi. Rồi. Trang bị nó chỉ có như vậy thôi đó. 964K rồi mình qua mã này ha. Kế tiếp mình đi qua cái dòng quên trời đây nè. Túi chứa bụi nằm ở đây nha mấy anh. Trời ơi nó quăng. Hồi nãy như mình khui ra nó rớt ở đó là sao ta? Ừ mà phải có chứ. Đây. Túi chứa bụi nằm ở đây nha. Có túi chứa bụi. Nhìn cái máy không mà rồi nó rớt ngoài không đi.
Rồi tiếp theo giới thiệu anh em dòng máy khoan đục đi. Đây là cái dòng máy khoan đục 3 chức năng của Waffle. Cái dòng này á mấy anh, công suất của cái dòng này nó là 800 W nha, 800 W tốc độ quay từ 0 đến 1.100 vòng phút. Khả năng khoan sắt khoan gỗ nè, sắt 26 gỗ sắt 13 gỗ bê tông 26 và gỗ 30. Lực đập của này là nó là 2,5 joule. Giá rất là mịn màng luôn, 950 ngàn thôi. 950 ngàn cho con máy này nha. Hộp nhựa đầy đủ. Đó, trang bị thì ở đây thì gồm những cái một cái đựng nè. Ba cái mũi khoan, hai cái mũi đục nha, một hộp là ba mũi khoan, hai mũi đục. Đây là mũi đục SDS nha. Đó. Đây. 950 ngàn thôi mấy anh em ơi, giá rẻ hết cái hồn luôn. À. Ngon lành nha. Đảo chiều nằm ở đây. Ba chức năng nè, khoan nè. Rồi, khoan đục nè. Xoay cái mũi đục nè mấy anh. Nào vào cái ăn đục nè. Ngon lành ha. Đó. Với giá chỉ có 950 ngàn thôi mấy anh ơi. Điều tốc tại cò ha, từ từ nè. Mấy con này mà anh em đi người ta làm gia đình này nọ là người ta xài cũng ngon rồi mấy anh em ơi. Ồ con này cầm cũng khá là nặng nha. Bỏ cân cân thử cho nó được bao nhiêu ký. Chào xíu. Máy này cận như ngày được tầm 3 ký 3 nha mấy anh, 3 ký 3. Đó. 3 ký 3 cho con này. Nha, đảo chiều đầy đủ trái phải ha. Đó. Rồi, con này anh em nào mua thì giá chỉ có 950 ngàn thôi nha. Hôm chờ cái video sau đi mình sẽ test cho anh em mấy con này ha. Thực ra mấy con này thì nó khoan thì cũng bình thường thôi mấy anh em ơi, cứ đưa vô là khoan thôi. Nha. Hôm nay thì mình giới thiệu lên máy hơi hơi nhiều. Hay mà máy hơi lâu. Rồi. Giá là 950 ngàn cho con này. Kế tiếp nữa một cái con máy khoan đục 3 chức năng nữa mà dạng bụng đứng. Cái dòng này nó là 1.050 W nha, giá là 1.220.000. Thông số kỹ thuật cái em cái con này thì nó là tốc độ quay vẫn là 1.100 nha. Khoan gỗ 40, khoan sắt 13, khoan bê tông 26. Lực đập này là tới 4,5 joule. 45 xu nó trên thông số cái thực nó có thôi chứ trên đây nó không ghi giá 1.220.000 đó. Rồi trang bị nó mà nhìn đẹp hết chưa. Những anh em nào cần một con máy khoan đục ngon lành cái này 1.050 W nha. Đó thì anh em có thể lựa chọn con này đầu SDS Plus phổ thông, ba chức năng khoan khoan đục và đục. Anh em để cái mũi tên này, qua chức năng khoan và khoan đục nè, thì trên đây nó có hai cái gạt qua đây là khoan đục, gạt qua đây là khoan nha. Đó, còn anh em mà để muốn chức năng búa thì chúng ta để sang chế độ khoan đục và xoay sang chức năng búa ở đây thôi nha, xoay sang chức năng búa đó là chúng ta sẽ dùng chức năng búa đục không nha. Máy rất là nhỏ gọn luôn mấy anh em ơi nha, nhỏ gọn leo kèo trên cao chúng ta có thể leo kèo chúng ta đi đục tỉa được nha, mình đục tỉa thôi chứ không có đục sàn đâu nha mấy anh. Rồi nó là nè rất là nhanh luôn mấy anh em. Rồi chức năng là chức năng khoan đục nè, chúng ta gạt qua đây là khoan, gạt qua đây là khoan đục nha, gạt qua đây là chức năng khoan không, chức năng khoan không có búa, gạt qua đây là khoan đục đó. Quá phò anh em ơi, rất là đẹp luôn. Coi cái này bao nhiêu ký ha, nguyên cái máy này chưa gồm mũi nó tầm khoảng 4 ký 8 nha mấy anh. 4 ký 8 là chúng ta có thể cầm leo kèo đó, mà làm lâu là hơi bị mỏi đó nha. Nếu cầm lâu, cầm hai tay nha anh. Ha, 4 ký 8. Rồi ok nha, 1.220. 1.222.000 mấy anh. 1.220.000 lộn. 1.220.000 nha. Rồi nó cũng trang bị là ba cái mũi khoan, hai cái mũi đục. Đầy đủ luôn nha. Đó. Cái con này thì cũng giống như Toto vậy mấy anh.
mà con này thì nó hơi còn gọn hơn, mình thấy nó cầm nó gọn hơn đó. Anh em nào mà cần một cái con khoan đục nó còn gọn thì có thể lựa chọn con này nha. Rồi mình qua kế tiếp giới thiệu anh em một hai cái dòng máy. Thôi mình qua máy bơm nước trước đi. Đây là hai cái dòng máy bơm chìm nha, cửa hàng mình có về hai dòng bơm chìm của Quá Phao luôn. Một cái dòng là 400W 0,5 HP, giá là mất tiêu rồi, 45W 0,5 HP nha mấy anh. Rồi con này quên ghi giá rồi. À đây 730.000 mấy anh, con này 730.000 ha. Gia đình chúng ta cần một con, ví dụ như mùa mưa sắp tới nè mấy anh, mùa mưa sắp tới thì chúng ta mua con này ha, để có thể là hút nước nọ ha. Đó, gọn hơn luôn, hơi ống rồi ở ngoài luôn ta. Rồi đây dây rất là dài, dây chắc còn phải dài có chục mét hơn đó nha. Này mình không, em chào xíu mình coi cái thông số của dây dài bao nhiêu mét. Cái này mà khui ra đo nó mệt lắm, thì coi ở trên bảng. Trên cái bảng giá đó nha. $730.000, thực sự con này cũng rất là rẻ mấy anh em ơi. Nhỏ gọn ha. Nó này bơm nước sạch thôi nha, chứ không bơm nước thải nha. Rồi, theo thông số kỹ thuật. Dây cáp dài là dây cáp dài đây không ghi ta. À dây cáp dài 9 m mấy anh. Theo thông số kỹ thuật con này nha, đó là dây cáp dài là 9 m nha. Đó. Hút tối đa được 7 m và chiều cao á, chiều cao nâng lên tối đa là 8 mét nha. Cái lưu lượng bơm là khoảng 134 lít trên phút. Rồi, đó là lưu lượng của nó đó mấy anh em. Thông số nó như vậy thôi ha. Đó, dây cáp dài 9 mét. Đây cái máy nè, gọn hơn ha. Rồi, ta gắn xoay cái này vô. Đó, anh em xoay vô có ròn ha. Rồi ta gắn cái đầu này. Đầu này thì nó sẽ nhiều cỡ dây. Dây nhỏ nè, dây lớn nè. Em muốn gắn cỡ nào anh em gắn nha. Đó, xe tới xe lui đều được. Rồi, đó. Cái này thì nó có cái phao nằm ở đây, ngắt lên cái là nó bơm thôi, xuống thì nó tắt thôi. Mấy con này nó chạy im ru hả mấy anh, không có nghe tiếng đâu. Đây ngắt lên nè, đó, nó chạy đó. Cái này là nó chạy không nha, nếu mà nó có nước nó còn im. Ok ha, tắt nè, lên nè, chạy nè, tắt nè. Đó công tắc của nó đó ha, cái dây rất là dài to. Thiết kế bơm chìm thì nó là chống nước, yên tâm rồi nha anh em, yên tâm à, chứ anh em đừng có sợ. Ví dụ như mà nhà ở đâu có ngập lụt hay gì đó ha, đặt máy bơm này cho nó bơm. Ok ha. Con lạnh luôn, 730.000 mấy anh em ơi, chỉ có 730.000 cho con này thôi nha. 0,5 HP. Đó, 0,5 HP, 730k. Thực ra với máy bây giờ nó rẻ quá trời rẻ luôn ha. Rồi mình sẽ qua cái con 1 HP, 750W nha, giá là 900.000. Anh em nào cần một con to hơn nữa thì cũng có thể quất con này. Đấy, con này thì dây cũng dài 9 mét thôi, mà thiết kế to hơn, cao hơn, hầm hố hơn nữa này. Đấy, cái khoảng này anh em ơi, cái chiều cao này nha, anh em lưu ý nha, cái khoảng cao này nó phải cao lớn như này thì nó mới hút được, cho nó bơm được nha. Từ nước cao bèo lắm có phải là 6 cm thì cái này nó mới bơm nha, nó bơm thì nó hút cạn xuống tầm khoảng cỡ 4 cm. Ủa này tầm khoảng 4 cm là nó mới bít cái miệng này nha. Thì nó tầm khoảng 5 cm là nó bơm xuống 4 cm là nó hết hút được rồi. Tại nó không có chân rồi nha. Đó, nó không có chân rồi nè. Đây. Đó, đây nè anh em. Đây nó có cái đế nằm ở đây ha. Đó, rồi đây nó có những cái lưới cuốn vào trong đây ha. Rồi ok. Rồi. 900k thôi mấy anh em ơi. Thông số kỹ thuật của con này ha. Rồi mình đọc thông số cho mấy anh em luôn ha. Thông số kỹ thuật của con này là lưu lượng tối đa con này là 217 lít nha. Nó sẽ mạnh hơn con hồi nãy. À, hút tối đa cũng 7 mét thôi. Cái đường kính của ống là 1 in, dây cáp dài là 9 mét. Rồi. À, độ hút à, tối đa rồi chiều cao nên tối đa cũng 8 mét thôi nha. Hút 7 mét, nâng cao tối đa luôn là 8 mét. Đó. 7,5 1 HP 750W. Rồi, giá 900k cho con này. Đó.
đẹp anh em ha. Rồi cắm điện vô nè, rồi lên đó, con này nó chạy êm hơn nữa mấy anh nha. Đáp xuống nè, cao nè đó, rồi ngon nè. Thôi qua nha, 900k cho con này, anh em mà đang có nhu cầu thì liên hệ. Rồi mình qua hai cái dòng máy hàng mấy anh em ơi. Một dòng máy hàng giá có 1,1 triệu thôi mấy anh em. Cái mẫu của hàng Quá Phong này rất là đẹp nha, 130A. Đó, 130A. Cái dòng này anh em chuyên 2,5 ly, 3,2 ly thì chỉ có chấm thôi nha. 3,2 chỉ có chấm thôi, không có kéo được đâu. Cũng trang bị kính rồi búa gỗ sỉ. Ồ, này nó không có đẹp quá ta. À, à đóng gói như này. Mẫu đẹp lắm á. Đây. Nha, có dây đeo nè, có dây đeo cũng đây luôn nè, thiết kế nhỏ gọn. Cái dòng này á, nó có những cái chức năng ví dụ như là mồi lửa nhanh nè. À, có những chức năng như là mồi lửa nhanh, tăng cái độ ngấu ha. Rồi thêm chức năng gì nữa ta? Quên nè. Em chờ chút xíu coi. À đây 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 đây, nó ghi trên đây nè. Đó. Chống dính ha, thêm chức năng chống dính nữa. Rồi chức năng chống dính, mồi lửa nhanh, tăng độ ngấu. Rồi cái dòng này anh em hàng được que từ 1,6 ly cho đến 2,5 ly là kéo thoải mái, 3,2 ly là chỉ chấm thôi. Dòng này 130A nha mấy anh, mắc như đó từ 10 đến 130A ha. Cái này là anh em hàng thoải mái rồi. Ok, có đồng hồ điện tử luôn nha. Cái này thì lên chúng ta chỉ cần đưa lên chúng ta hàng thôi mấy anh. Cái con này thì hàng mới mà nha, thiết kế nhỏ gọn, cứng cáp ở hai cái đầu, cánh quạt to đùng luôn nha. Cái mẫu đẹp ghê luôn anh em ơi, của Quá Phao nha. 1,1 triệu cho cái con này, con máy hàng này. Ok ha, thiết kế dây đeo nè, ngon lành chưa? Đó. Rồi, trang bị theo cũng có một cái dây kẹp mát, dây hàng que thôi. Đơn giản vậy thôi ha. Đó, dây hàng kẹp mát, dây hàng que. Đó, giá là 1,1 triệu nha. Anh em chỉ việc cắm vô anh em xài thôi. Con này mình sẽ để mẫu bên dưới, anh em nào muốn ghé trải nghiệm thì mình có thể mình ghé nha, có một con mẫu với mình trưng bày luôn. Ngon lành. Rồi, 1,1 triệu. Kế tiếp, mình sẽ đi qua cái con 1,310. Cái con này thì nó to hơn nè, 160A. Con này là anh em hàng kéo 3,2 ly, ok nha. Cũng trang bị là một cái, giờ xíu bỏ nó vô đi nắp lộn. Mỗi một cái con máy hàng vậy đó, mình sẽ có một cái mẫu trưng bày. Đó, trang bị thì cũng có kẹp mát anh em, kẹp mát to rồi dây hàng vậy thôi nha. Máy thiết kế đeo à, này không có quay sách nha, thiết kế dạng đeo leo trèo trên cao đó. Đây, nó to hơn các anh. Hai cái dòng này thì nó chỉ khác nhau về cái gì, khác nhau về công suất bên trong thôi nha, còn ở bên ngoài thì nó một mã như nhau hết. Có nghĩa là hai cái mẫu này anh em thấy nó hơi to hơn xíu nha, cái mẫu này chiều dài hơn xíu nè, này hơi nhỏ hơn xíu nè. Đó, thì cái này nó dùng công nghệ EGPT nha, cả hai dòng luôn đều sử dụng công nghệ EGPT, cả hai dòng đều có đầy đủ chức năng luôn nha. Đó, rồi ok, cái này nó có thêm cái ok anh em, có thêm cục gì nữa không ta, dây đeo đầy đủ. Rồi vậy thôi ha, nó cũng không có gì thêm hết. Thôi bây giờ mình sẽ, hàng này hàng mới mà đẹp quá, mình sẽ khui thử con cho anh em coi nha. Con này là giá là 1,310 nha, mình sẽ khui thử con này bên trong cho anh em coi cái nội thất bên trong như thế nào ha. Đó, anh em chờ chút xíu nha. Hàng thì nó như nhau rồi mấy anh ơi, hàng thì nó ngon lắm. Đưa vô mấy con này thì nó dùng, thứ nhất là dùng EGPT, rồi có thêm mấy tính năng nữa, nên anh em hàng thì yên tâm nha. Bây giờ mà chú là mình cho anh em coi cái nội thất bên trong, ok chưa? Hỏi anh em chờ mình xíu. Rồi ok, tiếp sau khi bung ra cho anh em coi nè, đây là cái con 130A nè mấy anh. À, 130A nằm ở đây đó, thì anh em cần xem bên trong ha. Cái này nó che kính hết rồi, mấy con ECPT nằm bên dưới á.
Nó có mấy cái lá nhôm tản tản nhiệt dưới đây nè, à, nằm ở bên dưới đây nè mấy anh, dưới đây nè, rồi hai cái tụ vậy thôi. Đó. Về căn bản thì mình thấy mấy dòng này nó được thiết kế là nó rút gọn lắm mấy anh, có mấy cái dòng mà nó cái sát nó lớn cái bo nó xíu à, còn dòng này nó được thiết kế là nó cái bo nó nhỏ, nó rút gọn lại để cho cái máy nó gọn, chúng ta leo kèo trên cao được. À. Thì anh em có thể xem đây ha, dây đồ cũng to nè ha, à, mạch nè, ok, rồi cuộn cảm to đùng, à, chỉ vậy thôi mấy anh em, ơi, nguyên cái lưới tản nhiệt này to lắm nha, nó hút nè, anh em thấy không, lưới tản nhiệt nằm bên đây, gần như nó hút làm mát nguyên cái này luôn, đó, rồi cái đây có cái tấm tre, rồi hút ở đây, thì nguyên cái dàn dàn giãn nhiệt này nè, quạt này nó to, nó hút ra hết luôn, nha. Rồi đây là cái con 130A lên con 160A ha, cái mặt nó to hơn nè, rồi thiết kế cụm nó cũng to hơn nè mấy anh. Đó, tụ nè hai cái cũng to hơn nữa nè, tụ này là 680 F400V đó, mặt to hơn ha, hồi hai cái to lắm anh em, hai tụ này to lắm đó, thì dòng lớn mà. Thì căn bản thì bên trong thì mình chỉ thấy vậy thôi mấy anh em ơi, còn nằm ở tuốt bên trong nữa kìa nha, mấy cái diode này nọ đó nha. Rồi ok, khui cho anh em nhìn thấy vậy thôi nha, mẫu mã này đẹp quá trời, hàng chính hãng mà mấy anh, hàng chính hãng của Waffle nha. À, đẹp à, cả hai dòng này đều có mạch mạch điện tử hết nha, à, hai dòng đều có mạch điều khiển điện tử hết nè. À, anh em yên tâm anh em xài. Rồi ok, anh em nào cần hàng que 3.2 quốc con này cho mình, con que 2.5 xuống thì xài con này nha, con cỡ 160A là anh em kéo que 3.2 là được rồi nha, kéo 3.2 là được là ok rồi, ok ha. Rồi hết rồi đó, anh em nhu cầu dòng nào thì liên hệ số thuận với mua hàng giá tại cửa hàng chưa bao giờ ship nha. Một nữa cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.